Chúng ta liên tưởng đến Đức Phật ngày xưa. Khi ra đời cũng chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng các vị tôn túc khéo tô vẽ, thêu dệt huyền thoại về Đức Phật quá nhiều, khiến cho Đức Phật không còn là Đức Phật con người thật, mà là một con người kỳ lạ, nửa là người, nửa là con quái vật. Người ta khéo thêu dệt Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu chúng ta suy ra thì Đức Phật có hình dung cổ quái. Trên xã hội loài người lại có một con người kỳ lạ, bàn chân có màng da nối liền các ngón chân như chân vịt, lưỡi dài như lưỡi rắn, màu da vàng như đồ trang sức của phụ nữ, hai tay dài như tay dượng, cầm như cầm sư tử, miệng rộng như miệng rồng, vân vân. Một Đức Phật mà có hình dáng như thế này thì đây là con người ở sao Quả Tinh mà các nhà khoa học giàu tưởng tượng. Chúng ta đừng tin mà hãy dẹp tất cả những sắc tướng tô vẽ huyền thoại ảo tưởng này qua một bên, thì chúng ta sẽ thấy một con người thật của Đức Phật. Đức Phật chỉ là một con người bình thường như bao con người khác trên hành tinh này vậy. Kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông Theravada giàu tưởng tượng lừa đảo, dối gạt người. Họ nghĩ rằng Đức Phật đã vào Niết Bàn cách đây 2550 năm, thì đâu còn ai biết hình dạng Đức Phật ra sao, cho nên mặc sức khéo tô vẽ một Đức Phật kỳ quái. Nhưng các ngài không ngờ những hình ảnh Đức Phật vẫn còn lưu lại trong không gian. Cho nên người tu tập có tam minh đều thấy hình ảnh chân thật của Đức Phật rõ ràng là một con người bình thường như bao con người khác trên hành tinh này vậy, chứ không như trong kinh sách của Tỳ Khưu Hộ Pháp biên soạn. Nền tảng Phật giáo tập 1 Tam Bảo, nền tảng Phật giáo tập 2 Quy y Tam Bảo, nền tảng Phật giáo tập 3 Hành giới. Những sách này đều dựa theo kinh sách tưởng giải của các sư Nam Tông viết ra tiếng Pali, rồi ngài chuyển dịch Việt ngữ và sao lại. Kinh này cũng giống như kinh sách Đại Thừa giàu tưởng tượng, chứ không giống tạng kinh Nguyên Thủy Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Đọc bộ sách Tam Quy của trưởng lão Hộ Pháp, chúng tôi xác định ngài chỉ là một học giả. Cho nên các vị tu hành chưa tu đến đâu thì nên dịch ra Việt ngữ như Hòa Thượng Minh Châu dịch song ngữ, chứ đừng viết, đừng dựa vào kinh sách của Đại Thừa giàu tưởng tượng, chứ đừng viết, đừng dựa vào kinh sách của những tu sĩ Miến Điện, Thái Lan. Họ tu hành cũng chưa chứng quả A-La-Hán, họ đã theo tưởng giải tu hành sai của mình mà viết sách dạy người tu thì lại càng sai hơn nữa. Cho nên Phật giáo tuy Nam Tông Nguyên Thủy mà hiện giờ chưa có một nhà sư nào tu chứng quả A-La-Hán cả. Kinh sách do các sư Nam Tông viết ra nói về Đức Phật là nói sai. Nói sai hình dáng Phật, nói sai lời dạy của Phật, nói sai tức là phỉ báng Phật, quý vị có biết không? Ba tập sách chúng tôi vừa kể tên ở trên toàn là viết chuyện huyền thoại mơ hồ, không có bài kinh nào nói đúng sự thật. Kinh sách Phật ra đời là để dạy người thế gian trên hành tinh này, chứ đâu có dạy những người trong thế giới ảo tưởng. Tu hành chưa đến đâu mà viết kinh là làm sai lời Phật dạy là tội rất lớn, tội với Phật giáo, tội với những thế hệ mai sau, xin các nhà học giả lưu ý. Kinh Phật là nền đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người. Xin quý vị đừng vì danh mà viết sai trở thành viết Phật giáo, làm cho nhân loại mất nền đạo đức thì rất tội nghiệp. Vì lợi ích cho loài người, các nhà học giả Phật giáo dừng lại, đừng viết nữa. Kinh sách của các ngài viết nói chuyện trên mây trên trời, nói không đúng sự thật. Đừng lấy sự học mà viết kinh sách, chỉ khi nào tu chứng rồi hãy viết. Các ngài có thấy chăng, đừng tham danh mà viết sách, vì tham danh viết sách là nói sai lời Phật dạy. Nói sai lời Phật là quý vị đã phỉ báng Phật giáo. Kinh sách quý vị viết không dạy đạo đức giới luật, mà dạy tu tập ức chế tâm, quý vị có biết không? Kinh sách Tam Quy mà viết như trưởng lão Hộ Pháp thì người ta đâu biết đường nào mà tu tập. Viết như vậy, người ta sẽ hiểu ông Phật là con người ở thế giới siêu hình nào, chứ không phải ông Phật ở nước Ấn Độ. Các ngài quên rằng, các ngài viết kinh sách như vậy là để cầu danh, toàn là lý thuyết suông. Hơn 1000 trang giấy không tìm ra pháp để thực hành cụ thể, chỉ nói chung chung, trong khi ngài giới thiệu tên sách là Nền Tảng Phật Giáo. Nền tảng Phật giáo mà không có pháp hành cụ thể thì nền tảng chỗ nào? Các ngài có tu tập được những gì mà dám nói đến nền tảng của Phật giáo? Nếu các ngài muốn biết giới đức Tam Quy thì hãy tìm đọc nghiên cứu giáo án rèn nhân cách
giới đức quy y Phật, tập 1, 2. Giáo án rèn nhân cách giới đức quy y Pháp, tập 1, 2. Giáo án rèn nhân cách giới đức quy y Tăng, tập 1, 2 thì sẽ rõ. Tu hành chưa đến đâu mà viết sách để lại cho đời sau là một bằng chứng cho những người biết kinh sách của các ngài không phải là của Phật thuyết, vì các ngài không lừa dối ai được đâu. Tu chưa chứng mà thuyết giảng, viết kinh sách là nói dối, các ngài có biết không? Quý vị muốn thuyết giảng và viết kinh sách thì ít ra quý vị cũng phải tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi, chứng quả A-la-hán, thân tâm vô lậu hoàn toàn. Nếu khoa học tiến bộ xa hơn một chút nữa thì con người có những máy chụp ảnh rất tinh vi, chụp lại được những hình ảnh do từ trường còn lưu lại trong không gian, thì chừng đó kinh sách của các ngài sẽ mất giá trị. Kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông Theravada nói cảnh giới huyền thoại của quá khứ, bằng chứng khoa học lịch sử không có chứng nghiệm những lời của các ngài nói trong kinh, tức là các ngài nói dối. Các ngài tu chưa chứng, chỉ có học thức rồi dựa dẫm từ người trước kế người sau mà viết truyền nối nhau, làm sai lệch ý nghĩa của Phật giáo, khiến cho người đời mất lối, nên các ngài nói sao cứ tin vậy, tin một cách sai lầm và mù quáng. Thật là tội nghiệp, tốn công tốn sức phí cả một đời để rồi được những gì. Tội ấy về ai? Các ngài có biết không? Đức Phật cũng là một con người bình thường, sinh ra cũng từ cha mẹ, lớn lên cũng nhờ sự bồng ẩm, chăm sóc, cho bú, cho ăn của mọi người. Khi trưởng thành cũng có vợ, có con như một người bình thường, chứ đâu có gì đặc biệt. 6 năm khổ hạnh tu tập, vợ chết, vợ sống mới chứng đạo. Chứ đâu phải chứng đạo có sẵn hay từ trên trời rơi xuống. Chứng đạo đều do công sức của Đức Phật tu tập, chứ không phải có sẵn như các ngài đã viết trong kinh.